là cô gái hay mộng mơ, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết cha. Tôi qua công đoạn 7, tạo parameter vật liệu và tác quyền. Thì cái family này là cái family 2D, cho nên nó không có vật liệu. Và chúng ta chỉ cần tạo cái parameter tác quyền thôi. Trong tab manage, tôi gọi lại công cụ share parameter. Sau đó tôi click chọn một cái new group mới. Tôi đặt tên nó là tác quyền. Ok, thì các bạn thấy chúng ta có hai cái group. Chúng ta chỉ cần mở mũi tên để chúng ta nhảy qua nhảy lại. Sau đó tôi click vào new parameter. Tôi đặt tên cái tác quyền này là TQ01. Đây là cái mã số. Sau đó tôi đánh vào là phương pháp tạo, hai chấm, phương pháp tạo cái family mà tôi dạy cho các bạn là tôi được học từ thầy Nguyễn Phước Thiện, cho nên tôi đánh vào tên của thầy, kiến trúc sư Nguyễn Phước Thiện. Ở một discipline các bạn vẫn để nó là common. Chỗ type parameter thì tôi đổi nó thành là image. Image là cái ảnh, chúng ta gắn cái ảnh nó vào. Sau đó ở bước 2, tôi click vào edit tooltip. Tôi đánh vào dòng chữ: chúng ta phải tôn trọng trí tuệ và công sức lao động của người khác nếu muốn được tôn trọng lại. Sau đó tôi ok. Rồi, tôi ok. Tiếp tục tôi new một cái parameter tiếp theo. Cái parameter này thì các bạn nên nhớ là chúng ta đổi cái type nó trước, để không sau này chúng ta nhầm, chúng ta phải xóa, chúng ta làm lại. Tôi đổi nó thành là image. Chỗ này chúng ta rất là hay quên nè. Sau đó tôi đánh vào tác quyền 02, phát triển phương pháp, kiếp sư Trần Trí Thông. Các bạn cũng thể click vào edit on tip và các bạn đánh lại cái dòng hồi nãy, hoặc hồi nãy các bạn cần cho C, rồi bây giờ các bạn cần cho V lại thôi. Ok. Tiếp tục, tôi tạo một cái tác quyền thứ ba, đặt tên là tác quyền 03, tác giả family. Thì cái family này là tôi làm, cho nên các bạn đánh vào là kiến trúc sư Trần Trí Thông. Các bạn cũng click vào edit on tip để các bạn cần cho V cái dòng hồi nãy. Sau đó các bạn ok. Thì nếu sau này những cái family mà các bạn tự làm thì các bạn tạo một cái tác quyền cho riêng cá nhân mình. Sau đó tôi ok thoát ra ngoài. Bây giờ tôi qua bước 4. Trong tab create, tôi mở hộp thoại family type lên. Tôi sẽ đi đem ba cái parameter tác quyền về. Tôi click vào cái công cụ new parameter. Sau đó tôi check vào share parameter. Rồi tôi click vào select. Trong share parameter tôi đổi thành cái group tác quyền. Tôi đem cái tác quyền thứ nhất về. Và chỗ cái group thì các bạn cứ để là group prefix. Các bạn có thể để group khác cũng được. Các bạn ok. Tiếp tục, tôi new parameter lần thứ hai. Tôi cũng check vào share parameter. Rồi tôi click vào select. Tôi đổi qua cái group tác quyền. Tôi chọn cái tác quyền thứ hai. Tôi ok. Tương tự, tôi cũng tạo cái tác quyền thứ ba. Tôi ok. Đây, chỗ này các bạn thấy xuất hiện cái sai liền, thấy chưa? Cái tác quyền này thành ra nó lại trở thành là cái dimension. Bây giờ tôi delete nó đi. Tôi mới ok. Tôi mở share parameter lên lại. Trong cái group tác quyền, chúng ta chỉ có thể click vào property chúng ta xem nó thôi, chứ chúng ta không sửa gì được nó hết. Cho nên chúng ta chỉ cần cách là delete nó. Sau đó chúng ta new parameter lại. Và nhớ đổi cái type nó liền. Tôi chọn nó là image. Tôi đánh nó là tác quyền 03, tác giả. Sau đó tôi ok. Trở lại hộp thoại family type. Tiếp tục create một cái parameter. Chọn share parameter và select. Sau đó tôi chọn cái tác quyền 03. Tôi ok. Bây giờ các bạn có thể gắn một cái ảnh vào đây. Chẳng hạn chỗ một value nó đang là nông, các bạn click vào nút 3 chấm. Nó xuất hiện hộp thoại manage image. Các bạn click vào add. Sau đó các bạn đi tìm cái ảnh của các bạn. Nếu như nó là tác quyền của các bạn, còn đây là tác quyền của thầy Thiện, cho nên tôi đi lấy cái ảnh của thầy Thiện. Sau khi đem cái ảnh về, tôi ok. Tương tự các bạn có thể đem hai cái ảnh khác về. Tuy nhiên có một điều lưu ý chỗ này. Sau khi các bạn ok xong, các bạn save. Các bạn open cái file nó lên lại. Các bạn thấy dung lượng file của mình nó tăng lên rất là nhiều. Bây giờ nó tăng lên là 1124 KB, trong khi hồi nãy nó có 376 KB à. Các bạn gắn thêm hai cái ảnh nữa nó còn tăng lên nữa. Và nếu như cái family nào chúng ta cũng dung lượng lớn hết như vậy thì cái project chúng ta sau này nó rất là nặng. Cho nên cái việc lắp ảnh này tôi chỉ giới thiệu cho các bạn biết rằng chúng ta có thể lắp được cái ảnh vào thôi. Còn trong cái family này, các bạn nên lúc vào click vào family type. Các bạn gỡ cái ảnh này đi. Các bạn chọn là
delete nó. Rồi các bạn ok, bỏ cái ảnh đi. Sau đó các bạn save cái file lại, các bạn kiểm tra dung lượng. Các bạn thấy dung lượng của nó chỉ còn lại 376 KB thôi. Tôi qua công đoạn 8, quản lý hiển thị. Thì đây là cái family đơn giản cho nên chưa cần quản lý hiển thị. Tôi qua công đoạn 9, sắp xếp parameter, tạo thai và làm nhẹ file. Bây giờ tôi mở cái hộp thoại family tree lên. Trong đây nó có các công cụ, chúng ta khảo sát các công cụ còn lại của nó. Đầu tiên là edit parameter, là hiệu chỉnh các cái parameter. Chẳng hạn các bạn click vào cái parameter này, các bạn click vào edit parameter là các bạn đi hiệu chỉnh nó. Các bạn có thể check vào share để các bạn select một cái parameter khác để đổi nó. Hoặc các bạn check vào family parameter để các bạn đánh lại tạo thành một cái family parameter. Cái thứ hai thì chúng ta đụng rồi là new parameter, là tạo một cái parameter mới. Chỗ cái delete parameter là xóa cái parameter này đi. Ở đây có hai cái nút là move up, move down. Chẳng hạn như nó đang ở trên, tôi click vào cái nút move down, nó move xuống bên dưới. Các bạn thấy 3 chiều cao nó nằm ở dưới. Tôi muốn nó lên trên thì tôi click vào và move up lại. Ở đây có hai cái nút là nó sort tự động chúng ta. Ở đây là sort, là sắp xếp theo thứ tự từ trên xuống dưới. Các bạn click vào đây cái thì lập tức cái số thứ tự chúng ta đánh ở đầu nè, nó sắp xếp từ nhỏ tới lớn cho mình. Nếu các bạn click vào cái nút bên đây thì nó sắp xếp ngược lại, là từ lớn nó chạy xuống nhỏ. Bây giờ tôi qua bước 2, tôi tạo cái size của nó. Để tạo cái size á thì các bạn thấy chỗ mục size name nó mờ đi hết nè, bởi vì nó chưa có size nào hết. Để tạo cái size mới thì tôi click vào new size. Trong cái size tôi mới đánh cái tên của size, nó là 200 × 100. Cái chữ nhân này mấy bạn để là chữ, lấy cái chữ x thường á thì nó thành chữ nhân. Sau đó các bạn ok. Sau khi các bạn tạo cái size rồi bằng new size thì các bạn thấy có cái nút là rename size, là để sửa cái tên của nó, hoặc delete size là xóa cái size này đi. Sau khi tạo cái size này xong, tôi apply. Bây giờ tôi qua bước 3, tôi tạo tiếp một cái size mới. Tôi cũng click vào new size và tôi đặt tên nó là 100 × 50. Sau đó tôi ok. Tên như thế nào thì nội dung như thế đó. Cái size 100 × 50 thì chiều cao tôi sửa thành 100 và chiều sâu tôi sửa thành là 50. Sau đó tôi apply. Bây giờ tôi ok thoát ra ngoài. Nếu chúng ta đang để ở cái size 50, 100, 150 nãy á, thì các bạn thấy ở bên ngoài chúng ta nó thay đổi theo cái size này. Bây giờ tôi đổi lại thành cái size 200 × 100, tôi ok. Thì các bạn thấy ở trong family nó cũng thay đổi kích thước theo cái size. Hình bên tay phải bước 3, không chọn gì hết, chỗ mục Other. Các bạn thấy cái mục gọi là Profile Usage. Profile Usage là phạm vi ứng dụng sử dụng của cái profile này. Nó đang là generic, có nghĩa là nó chung chung cho mọi giống loài. Thì sau này các bạn làm cái wall reveal nó cũng có, làm wall whip cũng có, mấy bạn làm cái cầu thang nó cũng có, lan can nó cũng có. Cho nên tôi mỗi mũi tên nó ra, tôi mới chọn là reveal để nó xếp thành loại reveal. Sau này những cái gì không phải reveal thì nó không xuất hiện cái family này, để chúng ta rối trong việc chọn lựa. Ở bước 4, tôi mới vào tab manage, tôi bật in view. Thì các bạn thấy nó có 27 đối tượng chưa sử dụng đây. Tôi click ok và tôi bật lần nữa. Các bạn thấy nó còn một, và nhớ cái công đoạn bật này chúng ta phải bật 3 lần nó mới hết. Và các bạn click vào bật tới chừng nào các bạn thấy ở đây nó số nó thành là 0 thì là nó hết. Tiếp tục cách làm nhẹ file thứ hai là tôi mới file cell A cell thành một cái family và tôi đặt tên nó là tạm. Tôi cell nó làm family tạm này. Sau đó tôi cell A family, tôi cell chồng lên cái family cũ này. Nó bảo rằng là cái file chỉ âm hình chữ nhật này nó có hiện hữu rồi, có muốn chồng lên nó hay không. Tôi nhấn vào yes. Thì cái việc cell A chồng lên để làm cái gì? Khi chúng ta cell cái file thành một cái file tạm thì nó xóa hết tất cả lịch sử làm việc của cái file. Nó giúp cho cái file chúng ta nhẹ hơn. Và đôi khi cái công đoạn cell A này nó giúp cho cái file mấy bạn nhẹ đi đến 40-50%. Khi các bạn làm project cũng thực hiện cái thao tác này cho file chúng ta nó nhẹ. Bây giờ tôi qua công đoạn 10, kiểm duyệt trong project. Tôi trở lại cái project hồi nãy đang mở. Trong cái profile này thì khi kiểm duyệt chúng ta lưu ý là chúng ta nên xóa cái family cũ mà chúng ta đã load vào. Tôi enter chuột phải và tôi chọn là delete nó. Tôi ok. Sau đó tôi click chọn cái chỉ âm mà chúng ta đã gắn, tôi edit type, chỗ mục profile, tôi mở mũi tên nó ra. Nó mất cái family chỉ âm của chúng ta rồi, cho nên tôi mới trở về family. Trong đây tôi load nó into project lại. Rồi tôi click chọn cái chỉ âm, tôi edit type, chỗ mục profile, tôi mở mũi tên ra. Các bạn thấy xuất hiện hai cái type của nó là 100 × 50 và 200 × 100. Tôi chọn cái type 100 × 50, đọc lại. Các bạn thấy kích thước nó như thế này. Nếu tôi chọn cái type là 100 × 200, tôi apply. Các bạn thấy kích thước nó to ra như thế này. Tôi qua mục tiếp theo là tạo chỉ âm hình bán nguyệt. Tôi trở lại family chỉ âm hình chữ nhật. Công đoạn 1 là xác định nội dung thông tin cần thiết kế. Thì nó là loại profile reveal. Cái type thì nó cũng cần nhiều cái type. Khác biệt của các type là nó là cũng là khác kích thước thôi. Nó có sẵn hay chưa? Thì nó chưa có. Nhưng cái family chỉ âm hình chữ nhật chúng ta vừa mới tạo đây nè, thì nó giống, gần giống với cái family này. Cho nên tôi mở nó lên. Sau đó tôi save nó lại. Tôi xóa cái file tạm này đi.
Tôi đặt tên nó là chỉ âm hình bán nguyệt trong cùng thư mục. Công đoạn 2 là tạo mặt phẳng làm việc và bọc len thì chúng ta đã tạo rồi, chúng ta không tạo nữa. Trên các bạn thấy cái câu chuyện mà chúng ta lấy cái phám ali chúng ta sửa thì nó sẽ nhanh hơn là chúng ta tạo mới. Công đoạn 3 là tạo các tham biến kích thước. Thì á, tạo Shape Parameter các bạn có thể vào tab Manage. Rồi các bạn chọn là Shape Parameter để các bạn tạo ở trong đây trước cũng được. Hoặc là trong tab Create, các bạn click vào Family Type. Sau đó các bạn click vào New Parameter. Rồi các bạn check vào Shape Parameter. Sau đó các bạn click vào Select. Trong đây nó chưa có thì các bạn click vào chữ Edit này, mở lên cái hộp thoại Edit Shape Parameter với chúng ta. Bây giờ tôi dẫn ở trong cái group profile, tôi click New Parameter, tôi kiểm tra nó là loại len đúng rồi và tôi đặt tên của nó là 06 bán kính, tôi ok. Tiếp tục tôi click vào New và tôi kiểm tra cái size của nó là loại len và tôi đặt tên của nó là 07 đường kính, tôi ok. Rồi tôi ok trở lại cái hộp thoại Shape Parameter. Các bạn thấy xuất hiện cái bán kính và đường kính ở đây, tôi click chọn cái bán kính và tôi ok. Tôi đem nó về. Tiếp tục, tôi new cái parameter nữa. Tôi check vào Shape Parameter. Tôi click vào Select và tôi chọn cái đường kính, tôi đem nó về. Tôi ok, thoát ra ngoài. Bây giờ, trong Drawing Area, tôi click chọn cái chiều sâu này. Chỗ một Label, tôi mở mũi tên ra. Tôi không cần đi Create Parameter nữa, bởi vì tôi đã tạo rồi. Tôi chọn nó là 06 bán kính. Tiếp tục, tôi click chọn cái chiều cao và tôi cũng mở cái Label ra. Tôi đổi nó thành là 07 đường kính như thế này. Thì sau khi chúng ta đổi hai cái parameter này xong, tôi mới mở lại hộp thoại Family Type. Cái chiều cao và chiều sâu nó dư rồi, cho nên tôi click chọn chiều cao và tôi delete nó, tôi ok. Sau đó tôi click chọn chiều sâu và tôi delete nó, tôi ok. Tôi xóa hai cái parameter thừa này đi để cho nó giảm cái dung lượng file và tiện chúng ta sử dụng sau này. Để không thôi sau này chúng ta thấy nó nhiều thứ quá, chúng ta không biết chúng ta phải sửa cái nào. Tôi ok, thoát ra ngoài. Tôi qua công đoạn 4, tạo cái đối tượng 2D và 3D. Bây giờ cái hình chữ nhật này, tôi xóa ba cạnh này đi. Chúng ta có cái cạnh này, nó đã khóa vào cái grep len thẳng đứng này rồi. Nhưng cái đầu này nó chưa khóa vào được grep len này. Cho nên tôi nắm kéo cái đầu nó ra. Sau đó tôi dùng lệnh align. Tôi align cái đầu của nó vào cái đường grep len này và tôi khóa lại. Tương tự, tôi click vào cái grep len bên dưới. Tôi click vào cái đầu nó và tôi khóa lại. Vậy thì sau này khi cái đường kính thay đổi thì cái đường thẳng này nó sẽ chạy dài theo hai cái đường grep len này. Tiếp tục, trong tab Create, tôi chọn công cụ là align. Sau đó tôi chọn nó. Cái công cụ là Style and Radius Arc. Tôi click chọn vào điểm này và tôi kéo nó ra. Các bạn thấy khi chúng ta kéo ra như thế này á thì nó có ba cái ổ khóa là hai ổ khóa nó khóa hai đầu ở đây và một cái ổ khóa nó khóa luôn cái bán kính chỗ này. Tôi escape hết lần. Công đoạn 5 là kiểm tra trong Family. Thì đây là lần đầu tiên các bạn làm Family. Các bạn cũng tập có thói quen kiểm tra double check. Kiểm tra lần thứ nhất là các bạn click vào cái bán kính này. Các bạn sửa kích thước của nó. Giả sử tôi cho nó là 150, tôi click ra ngoài. Thì khi cái bán kính click ra ngoài vậy á, các bạn thấy cái đường kính nó không thay đổi. Cho nên á, là nó đã bị sai rồi. Tôi mới click vào hộp thoại Family Type. Ở đây các bạn thấy có cái cột nó gọi là Formula, là cái công thức. Bây giờ cái đường kính á, với cái bán kính mối quan hệ của nó là đường kính thì bằng bán kính nhân 2 hoặc bán kính bằng đường kính chia 2. Tuy nhiên á, là nhớ cái vụ dấu nhân và dấu chia. Dấu nhân sẽ nhanh hơn gấp 60 lần. Cho nên tôi quét hết toàn bộ cái chữ bán kính này, tôi Ctrl C, nhớ là Ctrl C. Rồi chúng ta Ctrl V để chúng ta dán vào cột formula này. Chứ các bạn không có đánh lại rất là dễ bị sai chính tả. Sau đó tôi đánh vào dấu nhân 2, rồi tôi click ra bên ngoài. Thì các bạn thấy cái mối quan hệ của bán kính và đường kính nó đã thiết lập. Cái đường kính á, thì bằng bán kính nhân 2, sau này chúng ta thay đổi một trong hai số thì số khác nó chạy. Tôi ok, thoát ra ngoài. Các bạn thấy cái bán kính chúng ta là 150, thì cái đường kính chúng ta là 300. Giả sử tôi sửa cái đường kính thành là 400, tôi click ra ngoài. Thì cái bán kính lập tức nó chạy thành 200 như thế này. Và cách kiểm tra double check lần thứ hai là các bạn click vào Family Type. Chúng ta sửa hết toàn bộ những cái giá trị trong đây. Giả sử tôi muốn cái này nó thành là 100 thôi. Thì khi các bạn sửa cái bán kính này, thì cái đường kính lập tức nó chạy theo ở đây. Và tôi ok, thoát ra ngoài. Family chúng ta đã hoạt động ổn. Tôi qua công đoạn 6, kiểm tra trong project. Tôi load nó vào cái project chúng ta đang mở. Tôi click chọn cái One Reveal chúng ta đã tạo. Tôi edit type, chỗ cái profile, tôi mở mũi tên ra. Các bạn thấy xuất hiện cái chỉ âm hình bán nguyệt ở đây. Tôi đổi thành cái type này, tôi ok. Chúng ta có một cái chỉ âm như thế này. Tôi trở lại Family. Công đoạn 7 là tạo parameter vật liệu và tác quyền. Thì chúng ta đã tạo rồi. Những cái tác quyền chúng ta đã tạo rồi. Và cái Family này vẫn chưa có vật liệu. Công đoạn 8 là quản lý hiển thị. Family này là Family đơn giản, chúng ta chưa cần quản lý hiển thị. Công đoạn 9 là sắp xếp parameter, tạo type và làm nhập file. Giờ nó chỉ có hai cái parameter thôi cho nên chúng ta chưa cần sắp xếp. Bây giờ tôi tạo type của nó.
chúng ta có sẵn hai thai ở đây rồi, thai 200 nhân 100 rồi, tôi mới rename nó lại, tôi đặt tên nó là R bằng 100. Ok, vậy thì R bằng 100 nghĩa là bán kính là 100, đúng rồi, chúng ta không cần sửa. Sau đó tôi apply, tôi đổi qua cái thai thứ hai là 100 nhân 50, tôi cũng rename nó lại, tôi đặt tên nó là R bằng 50. Ok, bán kính bằng 50 cho nên tôi sửa số này là 50. Tôi click ra ngoài, đường kính tự nó chạy và tôi apply, tôi ok thoát ra ngoài. Ở bước 2, chúng ta cũng vào tab manage, chúng ta bược bao nhiêu. Do nãy chúng ta bược hết rồi cho nên bây giờ nó bằng 0. Tôi ok. Tiếp tục tôi cũng sell nó, rồi tôi sell A family thành cái file tạm, rồi chúng ta mới sell ngược trở lại. Nhưng bây giờ á, là sau này chúng ta làm có nhiều file thế này nè, mà chúng ta sell thành chữ tạm á, cái hồi chúng ta quên không biết cái file chúng ta là cái file nào. Tôi không thôi sell thành file tạm nữa, mà tôi bỏ cái đuôi nó đi. Sau đó tôi dùng một cái ký tự nào đó, tôi đánh thiệt nó dài là dài ra như thế này, tôi mới sell. Sau khi sell A thành một cái file tạm đó rồi, tôi mới sell A chồng lên nó lại. Thì khi này các bạn thấy chúng ta có cái tên 02 chỉ âm hình bán nguyệt DDD đây, thì chúng ta biết cái này là 02 chỉ âm hình bán nguyệt này, chúng ta sell chồng lên file này, chúng ta không cần phải suy nghĩ nhiều. Tôi click vào sell và tôi yes. Sau đó tôi click open, tôi xóa cái file tạm này đi. Công đoạn 10 là kiểm duyệt trong project, thì đây là cái family đơn giản cho nên các bạn tự kiểm duyệt lại trong project.